Quý vị và các bạn thân mến, trải qua 5 nhiệm kỳ hoạt động, từ năm 1983 đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã xây dựng và phát triển tổ chức hội rộng khắp, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động phong trào do hội phát động, ngày càng khẳng định vai trò, nhiệm vụ của mình trước nhiều thử thách mới và với đội ngũ cán bộ hội vững vàng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đã đem lại nhiều kết quả cho phong trào chung của tỉnh nhà. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của thanh niên, Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ra đời. 58 năm xây dựng, phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 5 nhiệm kỳ hoạt động, từ năm 1983 đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã xây dựng và phát triển tổ chức hội rộng khắp, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động, phong trào do hội phát động như khẩu hiệu đã đề ra. Thanh niên Tây Ninh đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng tổ chức hội vững mạnh, quê hương giàu đẹp, văn minh. Đến nay, các huyện, thành phố trong tỉnh với 95 trên 95 xã, phường, thị trấn và 494 trên 533 ấp khu phố, 40 trên 43 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh có chi hội, đã thành lập được 18 chi hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu nhà trọ. Các tổ chức thành viên của Ủy ban Hội tỉnh gồm Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ và Câu lạc bộ Kỹ năng đều đi vào hoạt động và tham gia sinh hoạt ổn định. Trong hoạt động phong trào, có thể nói đến 3 cuộc vận động và 2 chương trình của hội được các tầng lớp thanh niên hưởng ứng sôi nổi. Trong cuộc vận động thanh niên sống đẹp, sống có ích, các cấp bộ hội quan tâm đẩy mạnh thực hiện và đạt một số thành tựu như tuyên dương 1517 gương thanh niên sống đẹp, sống có ích, tổ chức liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, dân vũ, nhảy hiện đại, đã xây dựng lực lượng nòng cốt và thành lập 6 chi hội thanh niên tôn giáo, cao đài, Phật giáo, Công giáo. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, gìn giữ và phát huy những giá trị lễ nghi tốt đẹp của mỗi tôn giáo. Phát động rộng rãi trong các tầng lớp thanh niên phong trào, tự học tập, nâng cao trình độ. Hiện nay, 9 trên 9 huyện, thành phố đều có từ 2 câu lạc bộ học tập trở lên như câu lạc bộ Anh văn, Tin học, Toán học, Văn học, tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, trao 7.534 suất học bổng, trị giá gần 4 tỷ đồng cho các em học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật được đổi mới về hình thức, nội dung. Trong đó, nổi bật nhất là thực hiện cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông đã tạo được dấu ấn sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng xã hội và thanh niên hưởng ứng tích cực. Đến nay, 9 trên 9 huyện, thành phố đưa các nội dung về an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm. Tổ chức cho 100% học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm luật giao thông. Phối hợp ngành chức năng tổ chức thi cấp giấy phép lái xe cho thanh niên tại các địa phương, cấp phát tờ rơi, thu đổi mũ bảo hiểm kém chất lượng, đăng ký đảm nhận 106 tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông. Xây dựng 418 cổng trường an toàn giao thông, đồng loạt tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm và Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Trong cuộc vận động, thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, nổi bật và hiệu quả là các hoạt động của Ngày Thứ Bảy Tình nguyện, Ngày Chủ Nhật Xanh như làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tẩy xóa các biển quảng cáo, rào vặt trái phép, lắp đặt các pano tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng góc phố sạch, vỉa hè sạch, trồng hoa trên các tuyến đường trung tâm tạo vẻ mỹ quan đô thị. Duy trì và phát triển mới các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ, kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.
Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được tổ chức sâu rộng như xây tặng 175 nhà nhân ái, khám cấp thuốc và tặng quà cho người dân nghèo được 8.177 suất, trị giá gần 5 tỷ đồng. Trong đó, các hoạt động tình nguyện được tổ chức tại các địa phương nước bạn Vương quốc Campuchia, trị giá trên 200 triệu đồng. 9 trên 9 huyện, thành phố có xây dựng ngân hàng máu sống. Trong cuộc vận động, thanh niên lập thân lập nghiệp làm giàu chính đáng đã đạt nhiều kết quả, nhất là các cấp bộ hội luôn tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận và vay vốn. Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội gần 117 tỷ đồng, hỗ trợ vốn ngày công cây con giống không tính lãi trên 10 tỷ đồng, hỗ trợ bò giống xoay vòng được 29 con, trị giá 632 triệu đồng. Một số mô hình tiêu biểu thể hiện sự quyết tâm vươn lên thoát nghèo của thanh niên như mô hình nuôi ba ba, nuôi cá lóc bông, nuôi rắn, nuôi ếch, nuôi heo bằng đệm sinh học, trồng hoa lan. Trong nhiệm kỳ, có 15 gương thanh niên xuất sắc được nhận giải thưởng Lương Định Của, triển khai cuộc vận động Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng Hàng Việt Nam và phối hợp tổ chức chương trình Hàng Việt về nông thôn tại các xã vùng sâu biên giới từ 2 đến 3 đợt một năm. Tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức hai diễn đàn Thanh niên Tây Ninh nghĩ giàu, làm giàu, giao lưu gương doanh nhân trẻ thành đạt, các gương thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần hun đúc ước mơ, khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trong thanh niên. Trong chương trình Khi Tổ quốc cần, các cấp bộ hội đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống như gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tiếng hát hai thế hệ, thắp nến tri ân, nghĩa tình biên cương tổ quốc, vì người bạn tổng quân, nhằm bồi dưỡng tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong thanh niên, nhất là các hoạt động vì biên giới, hải đảo, vì đồng bào và thanh thiếu niên ở vùng sâu, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc được quan tâm tổ chức thường xuyên. Hiện nay, 95 trên 95 xã phường thị trấn đã thành lập đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin. Qua đó, vận động hội viên thanh niên phát huy vai trò xung kích trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã ký kết chương trình liên tịch với trại giam Cây Cày thuộc Bộ Công an về giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, đã tổ chức cảm hóa, giúp đỡ, hỗ trợ 1.932 thanh thiếu niên chậm tiến vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng. Trong chương trình xây dựng phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, thông qua việc tăng cường tổ chức các hoạt động hội tại các địa điểm công cộng, kết nối với các đội nhóm thanh niên tự phát trong cộng đồng, đội nhóm thanh niên trên các diễn đàn mạng xã hội, rà soát và kịp thời thay đổi phương thức hoạt động hội tại các chi hội ấp khu phố kém hiệu quả sang hoạt động hội theo hình thức câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, theo ngành, nghề, sở thích phù hợp với thanh niên, gắn với rà soát hội viên, chống ảo. Toàn tỉnh hiện nay có 773 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm với trên 21.000 thành viên. 100% ủy ban hội từ tỉnh đến cơ sở và cá nhân các anh chị thường trực hội đều đã tạo địa chỉ Facebook nhằm kết nối cùng cộng đồng. Tổng số hội viên sau rà soát hiện là 37.287 hội viên, giảm 26.418 hội viên. Có thể nói, qua rà soát, các cấp bộ hội đã quan tâm đề ra nhiều giải pháp, vừa chú trọng xây dựng lực lượng đảm bảo số lượng và chất lượng ngày càng nâng lên. Về các tổ chức thành viên của hội bao gồm câu lạc bộ thầy thuốc trẻ, hội doanh nhân trẻ, câu lạc bộ kỹ năng dù mới thành lập từ năm 2010 đến nay nhưng đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, thu hút đông đảo các thành viên tham gia và được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhất là thực hiện hành trình thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân khi tổ chức các hoạt động tình nguyện đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân các địa phương của nước bạn Vương quốc Campuchia có đường biên giới giáp với Tây Ninh. Quan tâm tổ chức xúc tiến thương mại, giao lưu tìm đối tác, ủng hộ quỹ học bổng đoàn thanh niên, quỹ vì người nghèo. Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo khó khăn, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh, trao quà cho học sinh nghèo vượt khó, luôn được duy trì. Nhiệm kỳ qua, đã tổ chức tập huấn kỹ năng công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho gần 1.000 cán bộ hội. Qua đó, kỹ năng ngày càng được nâng lên.
Qua 5 năm hoạt động với nhiều kết quả đáng phấn khởi, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh chuẩn bị bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra trong thời điểm toàn đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà đang ra sức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 đã đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Thanh niên kỳ này đến đây xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.